rồi xe cũ lại về để phục vụ cho bà con cô chú anh chị mình. Những dòng xe cỏ cũ đã trở lại với cửa hàng của em Dì Nguyễn ngày hôm nay. Cô chú anh chị mình đã lựa chọn nha. Nói chung là xe chở hàng có này, xe đi làm mà xe rẻ, có về được con Mio nha anh chị. Con Mio này nó zin nguyên thủy luôn chị, chưa mắc một cái gì luôn. Từ cái căm cái liền nó vẫn còn zin hết nguyên thủy luôn anh chị nè. Thấy đẹp quá lại mua luôn. Đó cho cô chú anh chị nào mà đi chợ đi búa đi gần gần những dòng xe này rất là bền nha anh chị. Super Rim Future X. Mới về được chiếc Future X là quá đẹp nha bà con cô chú anh chị nha. Máy là cực kỳ ngon luôn. Dàn chân là anh chị thấy dàn chân dàn áo là xe này rất là đều anh chị, zin hết nguyên thủy nha. Và một con Alpha cũng máy zin nè. Xe rất là đẹp. Em rất là thích mấy mẫu này là lâu lâu mới về được anh chị nha. Và cô chú anh chị mình đón xem clip của Dì Nguyễn ngày hôm nay để coi những dòng xe nào về cửa hàng. Cập nhật cho bà con mình những cái giá xe cũ kỹ rẻ tiền để anh chị cô chú đi làm nha. Thì em sắp ra thì em cũng sắp thập cẩm như vậy anh chị nha. Có rẻ, có mắc, có chiếc cao, chiếc thấp thì anh chị cô chú mình lựa đón xem clip ngày hôm nay nha. Rồi, mến chào cô chú anh chị cùng các bạn trở lại với kênh YouTube Dì Nguyễn xe máy cũ của em ngày hôm nay. Thì thưa anh chị cô chú anh chị mình hôm nay là cuối tuần rồi. Thì những dòng xe về cửa hàng thì để cập nhật giá cho cô chú anh chị mình để mua. Anh chị nào ở gần cửa hàng thì ghé qua cửa hàng xem, còn ở xa em sẽ ship đi cho cô chú mình. Bữa nay thì nói chung là xe cỏ để cho anh chị đi làm cũng có một hai chiếc thôi chứ không có nhiều lắm, anh chị của chú mình lựa chọn của em ngày hôm nay. Thì cũng như thường lệ, xe máy cũ của em thì đã qua sử dụng anh chị từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, những dòng xe phổ thông, xe Nhật Bản của mình. Của chú anh chị mình nha, cửa hàng xe máy Dì Nguyễn thì có mua bán trao đổi hỗ trợ trả góp các loại xe cũ, ship tỉnh toàn quốc của chú anh chị mình nha. Khi anh chị mình bán một chiếc xe nào trong clip YouTube của em Dì Nguyễn quay, anh chị vui lòng kết bạn Zalo để xem lại, hoặc là anh chị gọi điện thoại trực tiếp về số điện thoại vừa hiển thị lên trên màn hình. Đó là số điện thoại và Zalo của em xài chung một số đó anh chị nha. Mọi chi tiết về chiếc xe nào thì anh chị của chú mình chưa coi kỹ thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp về cho em. Và anh chị của chú mình mà ở tỉnh á, anh chị coi trong line chị thấy cái xe nào anh chị ưng ý thì anh chị có thể đặt cọc cho Dì Nguyễn để ship đi anh chị nha. Ship là nói chung là cô chú anh chị mình em quay ở đây thì thực tế mình mua bán người tập việc tập anh chị đó. Mến mộ chiếc xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp về cho em nha. Anh chị nào mở gần cửa hàng thì anh chị ghé qua cửa hàng nha. Mà anh chị nào ở xa thì cô chú anh chị mình không lên được thì đặt cọc em gửi đi. Và địa chỉ của em thì rất chi quen thuộc Dì Nguyễn, cửa hàng xe máy Dì Nguyễn thì nằm ở số nhà 49E đường Bình Chiểu anh chị, khu phố 3 phường Bình Chiểu thành phố Thủ Đức. Con đường từ bên trái cửa hàng em thì hướng đi về Bình Dương anh chị. Ví dụ như anh chị ở Bình Dương chị về với ngã tư 550. Là bây giờ cầu vượt nó 50 và chạy ra về hướng quân đoàn 4 là chạy thẳng ra là gặp đường Bình Chiểu, trên con đường Bình Chiểu số nhà 49E là cửa hàng xe máy của em. Và cập nhật lại một đường từ bên phải thì cô chú anh chị mình có ở miền Tây lên Đồng Nai xuống hay là Sài Gòn ra thì anh chị cứ tới ngã tư Bình Phước hoặc là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chỉ cách cửa hàng em vài trăm mét là em sẽ tận tình đi đón anh chị. Còn ngày hôm nay em quay thì đại khái như thế này, anh chị lựa được cái nào thì cứ báo về Dì Nguyễn nha. Đây, nói chung là xe cỏ đi làm thì ngoài kia em có một chiếc xe tầm 4 triệu mấy cũng có anh chị nha. Trước mắt em quay con quay Alpha này cho anh chị coi nè. Chiếc này thì máy rất là êm luôn nha, dàn chân dàn áo của chiếc xe này rất là liền, đều xe. Thì anh chị mua đi làm mà giá tầm trung rẻ rẻ thì anh chị nên chọn những dòng xe này, máy rất là chắc nha anh chị. Riêng về cái máy thì em dám bảo hành cho anh chị 1 năm nha, trên dòng Alpha biển ở thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Xe này thì liền xe, đều xe, không có mới keng, nhưng mà chiếc xe nó cũng rất là đều đồ nha. Và máy rất là êm. Ở đây bán hàng là cam kết với cô chú anh chị mình nha. Máy móc rất là êm, thì thầm thứ nhất, và thứ hai nữa thì bảo hành cho anh chị của chú mình 1 năm để sử dụng bên đây đầy đủ, máy êm ru. Đầu nòng thì có làm lại rồi chứ lâu quá rồi, nhưng mà đồ đinh nó vẫn còn cho anh chị nha. Và giá em chốt 10.500.000 tại cửa hàng của em Dì Nguyễn trên chiếc xe đầu lai. Và anh chị của chú mình có cần một chiếc xe đi làm thì anh chị coi chiếc xe này được không nha. Một chiếc City anh chị, City chạy cái máy này rất là êm luôn chị, cái máy ngon cực kỳ ngon. Cái City này thì nó liền hết, em thấy từ dàn áo dàn chân, và đặc biệt hơn nữa là cái máy nó rất là chắc. Anh chị của chú mình cái phục nó sao nó vẫn còn luôn nè anh chị, đồ ring nó không còn nhiều lắm anh chị nha, đầu nòng nó không còn luôn nè. Đầu nòng City nè anh chị, đây em bật cái đèn pin lên cho anh chị coi đó, đầu nòng City nè ha, lóc liếc đẹp. Nói chung đi làm thì nói chung là quan trọng là nó cứng xe, ốc cấu ốc độ nó cũng còn, ốc ring của nó hồi xưa nè. Magazine biển số Sài Gòn. Con này thì nói chung là anh chị ơi, tùy theo mỗi lĩnh vực mỗi chiếc xe anh chị nhé. Nếu như anh chị chọn chiếc xe để chở hàng thì anh chị lấy chiếc này thì khỏi phải làm gì hết, xe rất cứng xe,
và giá em bán là 9.500.000 anh chị nha, 9.500.000 chiếc CT này, tại vì em kết cái máy quá, máy rất là chắc, chạy rất là nhẹ nhàng anh chị. Chưa đây mình bán hàng mình không bao giờ nói tầm bậy, tại vì cái xe thì nó thật xe cũ. Anh chị thấy em bán CT 7.500.000 cũng có, 8.500.000 cũng có, rất là nhiều giá, 15, 16 triệu cũng có CT, nó không tùy theo mỗi chiếc xe. Như con này em thấy mình sườn rất là cứng, không mục mặt gì hết, anh chị mua về đi làm nha, chốt giá 9.500.000. Và con AB đầu bò anh chị FI phun xăng điện tử, nói chung là cái xe này thì anh chị mua về đi làm, đi cày, đi công trình đồ thì được. Chứ nó về đẹp thì xe này nó không có đẹp lắm, nó cũng tương đối và cũ theo năm tháng, biển ở 38 Hà Tĩnh anh chị nha. Máy êm. Đó, giá là em để anh chị của chú mình 7.500.000 thôi. Đó, mấy dòng này bán nhanh cho anh chị của chú đi làm nha, 7.500.000 cặp. Trời ơi nó rẻ như khoai lang khoai mì anh chị ạ. Chiếc AB đầu bò mà bây giờ giá có 7 triệu mấy thì anh chị nghĩ đi. Nó còn quá rẻ rồi. Anh chị mua về đi làm đi cày anh chị nha. Đèn đúc cũng còn sạch sẽ nha. Nói chung là xe này nó cũ thì cũ theo năm tháng tất nhiên rồi. Giá nó rẻ rồi, anh chị mua về là để đi làm ha, bền là được. Và tiếp tục ngày hôm nay thì em về được chiếc phu chờ mập nha anh chị. Phu chờ mập bánh mâm liên lạc máy êm. Nói đến mỗi dòng này thì em bán chủ yếu về cái máy nha anh chị. Máy êm chất lượng và xe không có lai đồ. Đồ phu chờ mập thì anh chị biết rồi, nó không có bị lai đồ nha. Phu chờ thì biển số Sài Gòn quận nhất nè. Con này dàn áo rinh, dàn chân rinh hết nha anh chị. Mâm rinh. Tem cũng còn rinh luôn nha. Máy móc thì ví dụ đầu nầu thì người ta có làm lại rồi chứ. Xe đi qua theo 5 tháng thì tất nhiên cái xe nào cũng vậy, đã nói là về xe cũ thì anh chị biết rồi. Quan trọng là chất lượng máy móc thì tùy theo mẫu túi tiền. Như con này em chốt cho anh chị mình 13 năm. Một chiếc phu chờ mập bánh mâm thì giá 13 năm thì cũng rất hợp lý. Xe là về là chạy thôi chứ không có tốn tiền gì nữa hết nha anh chị của chú mình. Vỏ lốp cũng còn rất là dày, xe liền lạc hết từ trong ra ngoài, để anh chị của chú mình lựa nha. Rồi tiếp theo một chiếc xe rất là nhẹ nhàng, Mio anh chị. Chiếc xe này thì nói thông là nó rinh chưa từng thấy luôn. Anh chị coi là cái bô này chưa sơn dầm một lần nào luôn nè. Đó, căm niền của nó cũng là niền zin luôn nha. Đâu rồi em quay cho anh chị coi, chứ dàn áo là đẹp rồi. Cái Mio bụng này thì anh chị biết rồi đó, nó rất gì là bền. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh dễ chạy nè anh chị. Đây nè, niền của nó niền zin luôn nè, V6 nè. Đó, trước sau như một nha, chứ không phải là một niền sau nha anh chị. Trước sau nó vẫn là zin hết nguyên thủy, tay cầm tay thắng, tất cả đồ trên xe không bị. Xe này chắc người ta đi rất là kỹ nè. Anh chị thấy cái hông mà nó không có bị bể trầy gì hết không? Đó, vỏ lốp dày cui, niền này niền zin, căm zin hết. Tất cả xe này em bao riêng tồn tập cho anh chị của chú mình luôn. Đó, cái con xe mà ta đi là xưa giờ ta rất là kỹ anh chị. Tại vì nó thật sự bên chị mình cứ tiền nào của lấy hết. Cái con Mio 4-5 triệu cũng có chiếc. Nhưng mà máy nó tệ, máy nó kêu hay là máy nó xào xè thì nói chung là cũng tùy theo mỗi dòng xe. Tiền nào của lấy nha anh chị. Con này thì em bán 6.800.000 nha. Giá đây là giá em bán luôn. Đó, anh chị của chú mình coi mình ưng cái con Mio là chốt thôi, chứ tại vì nó thật sự bên chị mình tiền nào của nấy. Anh chị mua xe 4-5 triệu thì anh chị tu sửa vô nó cũng vậy, mà nó đâu được cái xe zin như con này. Máy zin hết hoàn toàn nha anh chị. Đó, em cam kết với anh chị của chú mình luôn, máy rất êm, không hú hí, nồi bọng rất ok, garanti rất nhuyễn nha anh chị. Đó, tại vì mua xe thì em nói thật bên chị, xe nào mà chuẩn thì mình mua nó cũng phải nhích lên hơn chút. Xe nào cũng vậy hết, ở đâu cũng vậy hết anh chị nha. Rồi, anh chị của chú nào mà bán mua ô tô thì bán luôn con này nha anh chị. Ford Ranger Winchester nha anh chị. Hai cầu. 2.0 mi tịch bô. Con này thì đi chỉ có 70.000 km nha anh chị, vẫn bán nha. Đang rửa nè. Ở nhà em thì về cái xe nào thì cũng rửa ráy sạch sẽ cho của chú anh chị mình xong. Anh chị chốt được tiếng nào chốt. Rồi và tiếp theo là Super Dream. Con này thì đời 99 2000 gì đó, nói chung là đầu máy ET máy Thái nha anh chị. Thì xe này lúc trước em có bán cho chú ở dưới Bình Minh Vĩnh Long một lần, thì nó thật sự chú này cũng rất là khó khăn. Thì anh về anh cũng dọn xe lên rất là đẹp. Giờ anh chị nào mua được cái xe này thì thật sự không phải tốn tiền gì nữa hết, anh chị thấy không? Anh dặm lại mấy cái điểm mà trầy trầy là anh dặm sơn lại rồi, cho nên nó thật sự bên chị ốc là ốc riêng. Mình sườn bấm điện con này riêng nguyên thủy nha anh chị. Anh chị coi mất điện rất đẹp nha. Đó, liền lạc hết, máy cực kỳ ngon luôn. Cái máy là khỏi phải chê, 7288, biển số rất là đẹp nha anh chị. Con Super Dream này thì anh chị cô chú nào mà yêu mến một chiếc xe sạch sẽ, là chú này ông đã làm hết mấy triệu bạc rồi, bây giờ ông kẹt tiền quá chú bán lại rồi, móc chú đổi chiếc xe nào mà nó rẻ rẻ hơn. Mỗi người thì mỗi lúc khó khăn khác nhau, thì anh chị cô chú mình chia sẻ được con nào thì em nguyện cảm ơn. Đó, chiếc xe này thì em vừa bán giùm lại chú này, cô chú anh chị mình chia sẻ với em nha. Chăm nè, rồi vỏ trước chúng mới thay hết luôn. Có dàn dàn mình sườn thì rinh nguyên thủy nha anh chị. Super đời 2000, đầu máy ET máy Thái và giá là 16.500.000.
Nói chung chứ mình rất là kỹ anh chị coi nè, cái dặm sơn rất là đẹp chứ không phải là giọng tình le chèm nhem không có nha. Con này rất là mượt mà nha anh chị, máy móc là rất là đẹp luôn chị nha, cua ráo không có nhớt nhau gì hết. Giá 16.500.000 đồng. Và tiếp theo là chiếc Honda Future X nha anh chị. Trời ơi, nói chung là xe này thì nói thật em chỉ nói sơ thôi chứ không có nói gì gì nữa hết. Future X là dàn áo riêng chưa sơn nè, dàn chân này có bắn lại cái đầm với cái phuộc. Đây cái đầm với cái phuộc thì anh chị biết cái dòng Future rồi, không phải là con Future mà dòng Honda mình là nước sơn phuộc, nó sơn đầm nó dở lắm, nó nổ. Cái máy là thì thầm 2010 nha anh chị. Xe là dàn chân zin nè, cam niền rất là rinh luôn anh chị nha, không có lai một món đồ gì hết. Biển số 62 Long An anh chị của chú mình coi chiếc xe này, từ cái dàn áo dàn chân nó mượt không thể tả nổi. Đây cam niền của xe đinh nguyên thủy bô bọng này, gấp riết này, mình sườn ở trong anh chị thấy rất là kỹ này. Nó không có bị sét bị bọc gì hết nha. Cái xe này cũng lên chung là người ta rất là ít xài anh chị, dàn xám cho nó cũng còn rất là đẹp. Future X đây anh chị coi cái yên nha, nói chung là người ta cũng xài rất là kỹ. Đây này, những cái bách yên, cái da yên vẫn còn rinh như này, da này chưa thay một lần nào hết nha bà con mình. Nói chung là mình xăng mình đồ là khỏi phải chi. Thì nói thật sự với anh chị mình, nó cũng chỉ bằng tiền quay A thôi anh chị ơi, chứ nó không có cao. Em bán cho anh chị mình 21 triệu nha, 21 triệu một chiếc Fuel X. Em bao giá này là hợp lý, rẻ cho anh chị của chú mình luôn. Xe này thì nói thật sự với anh chị của chú mình, ví dụ cái đầu thì em thấy nó không có làm rồi đó, tại vì nó làm rất là kỹ, nhưng mà theo em thấy thì nó không có làm rồi. Tại vì là mình cái gì mình thấy nghi ngờ có làm thì mình báo có làm thôi, còn cái máy khỏi phải chi. Anh chị cô chú mình mà mua cái máy về là chị khỏi phải chen nha. Riêng cái máy em bảo hành cho 1 năm. 21 triệu cô chú anh chị mình có yêu mến thì liên hệ cho em thôi. Chứ còn cái dòng Fuel X bây giờ nó thật sự bên chị mình nó rất là vô giá. Dòng Future thì anh chị biết rồi, lâu lâu bắt được cái xe tin như thế này thì lâu lâu chia sẻ với khách hàng YouTube của mình. Thì anh chị cô chú nào mà yêu mến dòng Fuel X thì anh chị chốt này liền luôn. Riêng cái máy là em nói thì tầm mùa xuân luôn, chạy rất là êm luôn vậy nha. Và đây cũng là một siêu phẩm ngày hôm nay. Riêng em Dương Nguyễn là bán mấy cái dòng xe này là em thích cực kỳ thích luôn anh chị. Anh chị thấy cái con quay Alpha lót trắng 204 nha, mà dàn áo riêng theo xe nè, anh chị thấy con có like gì không, thằng thắng zin nó luôn nè. Vào đây cũng quay kỹ cho anh chị coi từng chi tiết một. Cam niền zin đó, cam niền chì rất đẹp anh chị, cam niền zin không mục không mặt chỗ nào hết. Và đặc biệt xe này là máy zin nha anh chị, máy zin. Cái máy đỏ không, máy rất là chắc chắn. Quay Alpha mà hàng đẹp như thế này rất là khó tìm anh chị nha. Em nói thiệt luôn, em mua bán thì em nói thật. Đây con này anh chị thấy không, dàn chân của nó nè, rất là đẹp. Máy là nổ thì thầm luôn anh chị cô chú mình coi dàn chân đi. Nó dàn nước sơn, dàn đồ bạc của nó nè, cực kỳ đẹp, nó không lai một món đồ nào nè. Cam niền trước sau, niền zin theo xe, không thay lần nào hết anh chị thấy đã không. Biển số ở Quảng Ngãi nha anh chị, 76 miền Trung Quảng Ngãi anh chị cô chú mà. Chỗ này nó có rất cái tem chút xíu mà không ăn thua nha. Cái này nó thì xe cũ mà như vậy là cũng quá mượt mà quá ok rồi anh chị nha. Đây anh chị cô chú mình coi, chân giò là zin nguyên thủy nha, tem gấp vẫn còn đầy đủ nè, lóc nồi lóc nít, đầu nồi chưa đụng chạm nha anh chị. Máy móc là thì thầm mùa xuân, bảo hành 1 năm cho anh chị luôn, không lai một món đồ nào hết anh chị coi. Cái yên để mở cái yên cho anh chị coi luôn nè. Rồi cái xe này là anh chị không có che được một điểm nào hết á, em nói thiệt em thấy cũng rất là thích. Ta đi xe từ ngày xưa giờ ta kỹ, cửa này thì mình nói thiệt mình chỉ có là mình thích quá mình mua thôi anh chị nha. Ốc chấm vàng đầy đủ hết anh chị nha. Và chiếc xe này thì giờ em Dương Nguyễn bán nhiêu tiền được ta? Em để cô chú anh chị mình nha, một cái giá cả anh chị của chú mình lấy được thì lấy, không lấy được thì qua xe khác nha. 16.500.000. Em nói con quay Alpha máy móc zin nguyên thủy như thế này, 16.500.000 mà anh chị không mua được nữa là em nói xỉu luôn. Đó, vì Nguyễn bán hàng nói thật sự vậy, con này là bao riêng toàn bộ nha, 16 năm. 93 3993 51X9, số rất là đẹp, trên một chiếc quay RS bên cửa hàng em. Cái xe này là em kết cái chỗ dàn chân anh chị, có dàn chân nè, cái dàn chân mà xe nó đẹp như thế này là em thấy thích liền luôn. Cái dàn áo của nó là áo riêng nhưng mà nó cũng có bạc bạc theo năm tháng, thì nó thật sự bên chị vậy. Cái dàn áo này thì nó theo năm tháng thì nó phải xuống màu, nhưng mà cái dàn chân nó không xuống nha. Cái dàn chân không biết anh này anh đi kiểu gì mà nó đẹp kinh khủng anh chị thấy không, chân là chân zin anh chị chứ không phải là sơn lại nha, sơn dặm lại là em tặng nguyên xe luôn, nó thật sự vậy đó. Cái con này thì nó thật em thấy cái dàn chân kết quá, em mua này anh chị coi, ốc tán rồi đó nè, rồi bánh đĩa nè, rất là đẹp, nó sắc trưng. Cái dàn áo thì cái dàn áo trước nó hơi bị bạc màu chút xíu nha, thì cô chú anh chị mình ơi,
thì mua bán thì xe cũ có này có kia, nhưng mà em bán hàng thì em cũng nói rất là cụ thể và rõ ràng, tại vì mình mua bán người thật việc thật mà, không có gì phải giấu giếm. Như con xe này em bán đúng giá là 10,5, anh chị thấy được không, hợp lý không? Mình sườn zin nguyên thủy, dàn áo zin, nhưng mà nói chung là theo năm tháng thì xe nó xuống màu thì tất nhiên phải có anh chị nha. Anh chị nào mà chốt thì liên hệ trực tiếp về cho em, biển số rất đẹp 3993, quay RS thì cái máy nó cực kỳ cụ em này. Rồi và tiếp theo con này nữa, thì cái con này thì có lẽ là em bán rồi nè, nhưng mà tại vì là anh kia kêu anh thích cái dòng này lắm, nhưng mà bây giờ anh không chịu. Chị giờ anh không chịu, em vẫn còn ở đây nha anh chị của chú mình. Thì tại sao chiếc xe mà nó rinh hết như thế này, em thì từng cái tay cầm tay thắng rinh hết nguyên thủy nha. Em bán hàng em nói thật sự, tại vì ở đây em rất là mến xe rinh, cho nên em mua những dòng xe rinh thì nó thật sự bên chị của chú mình em cũng quay rất kỹ. Nhiều anh vô cái bình luận kêu sao xe nào em cũng rinh hết vậy, nhưng mà nó nhiều xe rớt em báo rớt, còn nào rinh nó báo rinh nha anh chị. Đây anh chị coi nè, câm niền Gucci nè, ốc tán chấm vàng đầy đủ nè, đầu nồi chưa rớt, chưa làm một cái gì mà biết sao người ta nói không rinh được, nó rinh nguyên thủy nha. Rồi chưa hết đâu, em quay kỹ cho anh chị của chú mình coi kỹ luôn nè. Nước sơn và áo rinh 100% ngàn, xe không sơn bắn dặm là một điểm nào hết nha anh chị. Dần chân của nó anh chị coi nè, nó đẹp, nó đẹp thật sự chứ không phải là mình nói quảng cáo làm gì. Chiếc xe nói chung là xe nào mình cũng bán, nhưng mà nó thật sự mình mua bán cái gì rõ ràng, cái nào xấu nó xấu, đẹp nó đẹp. Biển Bình Dương, con này cũng 10,5 luôn anh chị, cái câm niền chưa thay một cái gì hết nha. Ôi trời ơi, đây nè, em quay kỹ vô trong góc luôn cho anh chị coi nè, đó nó đẹp cỡ vậy nè, lốc của nó nè, 10,500,000, máy bảo hành 1 năm như xe mới, đời 2010. Anh chị của chú nào mà chốt được quay S thì nó thật sự cái dòng quay này thì ở đây em bán đủ giá, 7,5 triệu có, 8,5 triệu có, 10,5 triệu có, nó nhiều giá để cho anh chị lựa. Anh chị của chú nào ưng lấy chiếc dòng nào lại. Trong nhà còn rất là nhiều dòng xe rẻ nữa, anh chị cứ yên tâm nha. Và tiếp tục là AB đầu bò biển 93 Bình Phước anh chị, con này thì rất là đẹp. Em thấy nói chung là anh chị thấy xe nào hồi nãy giờ em nói chiếc xe đầu đẹp là em lướt qua là anh chị cũng biết rồi, nó đẹp, nó đẹp thật sự. Với con đỏ này với lại con đỏ cái bên kia thì hai con này thì nó đẹp hơn chút xíu, nó thật sự nó nhích hơn 500,000 thôi, không có nhiều. Và rinh hết nguyên thủy anh chị, từ máy móc đến dàn áo dàn chân xe không sơn dặm một điểm nào hết nha. Em bao rinh toàn bộ nha, bảo hành cho 1 năm. Giá em chốt cũng AB đầu bò này tới 12 năm lận, tại vì là không phải là cao hay là thấp. Anh chị nghĩ đi, bây giờ AB đầu bò anh chị thấy cái con hồi nãy em quay có 7,5 triệu không, nó cũng có một chiếc AB đầu bò, thì nó thật sự là tiền nào của nấy hết. Máy nó êm nhưng mà nó không có đẹp, con này là máy khỏi chê, mà xe này nó đẹp thì nó đẹp thì nó có giá đẹp, chứ không thể nào mà rẻ mà nó mà ngon thì cũng không, thật sự không có. Ở đây bán hàng thì nó thật cái chiếc nào cũng cũ cũ, nhưng mà cái máy nó ngon là em vẫn mua nha. Và tiếp tục con này nữa, cặp kiến đầu rinh, chìa khóa rinh không lai một cái gì hết nè. Bản này là bản 3 màu trắng đỏ đen nè. Đây anh chị cô chú mình coi cái xe này nha, cái xe này thì anh chị cô chú mình ơi, em bán 12 triệu nè, gia yên cũng còn rinh theo xe. Thì ở đó thì thật sự anh chị cô chú mình, tiện xe này nó sáng sủa hơn chút xíu, con 93 này thì nó sáng sủa hơn chút ha, thì nó mắc hơn 5 xị thôi chứ cũng không có nhiều. Con này em bán 12 triệu, biển Đồng Nai 14243 nè, vỏ lốp mà mới chát, anh chị mua về chạy nó thật sự anh chị bỏ đồng tiền ra xứng đáng đồng tiền của mình, nhưng không có gì hết nha. Và đây tiếp tục nữa, đây Future thì nó thật ra xe này thì nó quá chi là cựu rồi. Đầu ET máy Thái trên chiếc Future anh chị, xe liền lắm. Giá em bán 14,8 thì em nói thật sự bên chị em giá, những ở đây mấy giá em bán công khai hết toàn bộ, những cái xe nào báo giá chuẩn cho anh chị của chú mình, còn chị muốn rẻ hơn cửa nào cũng có hết. Con này dần chân của nó là nó có dặm 1 lần 2 lần rồi, nói chung người ta dặm lại nhưng mà nó lâu rồi đó, cụ thể là như vậy, cho nên dần chân bây giờ nó xuống rất là đẹp, chứ không phải là dầu mới chát nha anh chị. Trong nhà em có một chiếc xe rinh nó rẻ hơn đó, nó cũng chưa dầu cái gì hết mà nó rẻ hơn. Thì ở đây mình yêu mến những dòng xe nó sạch sẽ mà nó đẹp như thế này nè, liền lạc hết như thế này nè. Giá con này thì em chốt 14,8 nha, máy bảo hành 1 năm, đầu máy ET bình xăng không lái gì hết anh chị của chú mình, câm niền Gucci hết toàn bộ, những xe vậy có lái gì đâu đó, chia sẻ là hết mình nha. Còn quay A100, con này thì nó trông che được cái điểm nào em tặng luôn cái xe làm kỷ niệm, nó thật sự bên chị của chú mình luôn. Cặp kiến cũng còn riêng theo xe. Cái màu anh chị thấy cái màu của chiếc xe em quay cận kề cho anh chị mình coi luôn nè, tại vì nó rinh mà mình có gì đâu, mình nói thì nó thật sự anh chị, nếu như anh chị rành xe anh chị nhìn vô sơ xe anh chị cũng biết liền. Anh chị có dần chân với chiếc Honda Wenfa mà nó chưa nổ một lần nào hết, câm niền bô bọng tất cả, đầu nồi chưa đụng chạm bình xăng, chưa mở, chưa làm một cái gì hết, chưa lai một cái gì hết, cái gia yên cũng còn rinh nhưng mà nó bị rách đây xíu nè đó. Nhưng mà anh chị ơi, em bán hàng là em thực tế nha, anh chị muốn thay em thay gia yên cho anh chị không có gì hết, nhưng mà bán hàng nó thật sự cái nào còn mình quay lên luôn như vậy cho anh chị cô chú mình coi cho nó đã mắt ha. Xong rồi muốn đẹp muốn xem chi nữa thì anh chị mình rửa ráy ra xíu xíu.
Dĩ An Bình Dương 71711, số rất là đẹp nha anh chị của chú mình. Tại xe này cũng đẹp và biển số nó cũng đẹp nữa. Màu xanh này nhìn nó rất là đẹp nữa. Rồi giá con này thì nói chung là nó cao, không có rẻ. Tại vì cái dòng VA100 mà nói vừa mà xe đẹp như vậy mà nói rẻ là không có đâu. Nó thật sự bên chị của chú mình mua vô rất là cao rồi. 15.500.000 đồng là em bán, đó là em nói thật. Còn anh chị muốn mua dòng VA100 mà giá cỡ tầm 9-10 triệu cũng có đầy nhà. Em xin quay cho anh chị coi đủ thứ hết. Rim Lifan. Lifan là đời đầu của anh chị. Một chiếc rim liền nha, cái máy là cực kỳ em biển Tây Ninh. Con này nó liền hết từ trong ra ngoài nha anh chị. Đó, 4.300.000 anh chị ơi. 4.300.000 có con rim Lifan chạy nè, liền lạc hết từ trong ra ngoài, máy bình đề đầy đủ về cái chạy thôi chứ không có tốn tiền gì nữa hết. Đó, anh chị của chú mình thấy cái xe không? Mới chát luôn từ trong ra ngoài rồi. Nói chung là xe đi làm 4.300.000 là em bán cho cô chú anh chị một chiếc xe rim nè. Để đi cày vừa đi làm đi đồ, anh chị lấy mấy chiếc dòng này này dễ đi, dễ sửa nha. Còn cấp này thì em nói thiệt với anh chị mình, chứ vừa kiếm cấp mà đúng cà phê đi vòng vòng hay là mình mua cho con mình đi học thì anh chị cũng nên chọn cái dòng xe Nhật hay là chọn dòng xe liên danh. Liên danh bây giờ đã 22 triệu rồi mà chạy nó không đá gì hết trơn. Nếu như anh chị đã xài từng xài dòng liên danh rồi anh chị biết. Con này ta dọn full new, một cấp 78 cấp Nhật mình người ta dọn full new từng cái vỏ nè. Anh chị coi sơn tĩnh điện hết từ trong ra ngoài cho anh chị của chú mình, dọn từ trong ra ngoài nghe, mới chát bình xăng em. Cái bình xăng nè, đó, nó phuộc nè. Anh chị thấy cái xe này dọn rất là phong cách nha, rất là đẹp nha anh chị. Dọn từ trong ra ngoài hết 17 triệu anh chị. Sơn tĩnh điện từ trong ra ngoài hết cho cô chú anh chị mình từng chi tiết, chứng minh chủ xe đầy đủ. Giá con này thì em bán 17 triệu, nó thật sự bên chị vậy. Bán bây giờ mà nói chung mình bán là lỗ xác xe đó, cho nên mình dọn hết 17 triệu mà chưa tính xác xe, bây giờ bán lại có 17 triệu thôi đó. 17 triệu anh chị của chú nào mà thích thì điện thoại cho em thôi, còn cái máy là khỏi phải tiền. 69 Cà Mau Honda Future 215 anh chị nha. Đó liên lạc giá rất dễ thương, 13.500.000 cành. Anh chị thấy Future bán giá này đều đều không? Máy bảo hành năm đó anh chị, thôi sử dụng là thoải mái, chạy đâu được hết á. Đừng chạy xuống nước được à, còn chạy lên bờ anh chị chạy đâu được hết, em bảo đảm anh chị luôn. Liên lạc anh chị máy im, chất lượng xe thì liên lạc hết nha. Dù máy móc thì nhưng là người ta làm đầu rồi đâu, nhưng mà chất lượng giờ ở đây bán Future thì anh chị khỏi phải đi. Không lai món đồ, giá 13.500.000. Còn con này xe mới chị ơi, con 1.000 mấy trăm cây nên chị có lấy được cái này lấy chứ. Bây giờ chiếc xe dạy mà anh chị nghĩ đi, nó mới chưa làm một cái gì luôn vậy nên thế này nè, ốc đó nè, cái chụp này là chụp trong hãng người ta còn gắn đây luôn nè. Đây đẩy cái chụp lại cho đẹp. Mua được có 2 tháng à, khách mới mua có 2 tháng và chạy được có 1.853 cây số anh chị ơi, như là xe mới nha. Đẹp như xe mới luôn, chưa tăng sên một lần nào, mới chạy có 1.000 mấy trăm cây mà tăng sên làm gì. Anh chị có ân lái con này thì anh chị có nhu cầu mua xe mới thì anh chị lướt qua con này được, anh chị thấy là anh chị chốt nha. Như anh chị của chú mình bỏ ra số tiền 25 triệu anh chị mua xe mới này đi thì thôi anh chị mua chiếc này 17.500.000, em nói thiệt nó mới như xe mới nha anh chị, giá rất là hợp lý luôn anh chị nha. 17 năm xe mới mua được có 2 tháng trời rồi anh chị ơi, nó mới như xe mới, còn bảo hành trong hãng cho bà con mình luôn nha. Rồi 17 năm Honda Vision. Nói chung là ở đây cửa hàng em nữa, thật sự anh chị là em chỉ mến những dòng xe sạch sẽ đẹp đẽ máy em, còn cái thứ mà nó dập quá thì em cũng không có chơi. Vision này thì cái máy khỏi phải che, anh chị zin hết từ đầu đến chân biển Sài Gòn, giá em chốt 12 năm. Vision này thì nó đẹp lắm, nói chung là màu đỏ bạc này, xe liền đẹp từ trong ra ngoài. Nó thì mua bán thì em nói thật sự anh chị mình, cái nào đẹp nó đẹp, xấu nó xấu, cho mất thời gian đâu bên. Như xe em đẹp em nói đẹp, còn xe nào cũng xấu là em quay nó thẳng luôn, nó không có gì phải giấu giếm hết. Những cái xe xấu em báo thẳng như AB đầu bò xấu em báo thẳng ra điều của chúng mình, chứ không có gì phải chi. Tại vì để anh chị khỏi mất công thời gian giữa anh chị và cửa hàng em, đó là sự vậy. Còn người ta lên thấy xấu người ta đâu mua được, mình không nói thật tình thì người ta cũng đâu thật tình mình đó. Còn ở đây mình mua bán thì nói sao có vậy nghe chú, mua chú anh chị mình giá 12.500.000 trên xe riêng toàn bộ nha. Jupiter V nhưng mà thực chất nó là anh R, tại vì cái xe này em quay em nói luôn, cái xe này thì có một chú ở dưới An Giang cũng kêu là để cho chú chú cọc mà tới tháng rưỡi mới lấy lần. Mà em thì thật sự anh chị, nhà em nó chặt em không có chỗ để đâu, em chỉ để cho khách từ 15 ngày đổ lại thôi, chứ lâu quá thì tội nghiệp em, lâu quá thì rất là không có chỗ chứa, không có chỗ để thì rất là tội em, cho nên là em kêu thôi để chú nào chú ấy thì còn thì chú mua nha. Jupiter V nhưng mà dán tem V, nhưng mà xe này xe R biển 72 Vũng Tàu thì R V, xe này máy Thái nha anh chị. Đó, giá có 7.500.000 anh chị mua đi làm thì bán thắng đĩa nè.
7.500.000 Jupiter xe Nhật của mình nha anh chị. Đó, nói chung em bán giá phổ thông để cho anh chị mình dễ lừa dễ mua, bên đề đầy đủ máy em mua về là chạy thôi anh chị cô chú mình nha. Đồ Jupiter thì nó không có like đồ, anh chị yên tâm, có cái gì của nó là của nó chứ không có like gì hết, anh chị yên tâm nha. Và vô trong này thì em có những dòng xe nè, từ như tầm 5 triệu mấy cũng có nè, rồi 10 mấy triệu nè, rất là nhiều giá, và anh chị để coi chiếc xe nào anh chị ưng ý nha. Như con Rim Thái thì em quay trước tiên, con Rim Thái này thì 50 đầu hàng nhập thùng về nguyên con anh chị, con mua Rim Thái nhưng mà ít có chiếc xe nào 50 đầu đâu. Tại vì hồi đó nó nhập về lô 50 đầu này nó rất là ít trong cái thùng đó. Đó, con này thì cặp niền Gucci nha, niền trước niền sau là người ta thay niền Gucci, niền Super, còn câm đầm zin phục zin nha. Cô chú anh chị ơi, bô zin còn luôn nè, bô Honda mà luôn. Nói chung là xe này thì anh chị cũng đã biết rồi đó, cái dòng Rim Thái thì những dòng xe phổ thông thế này chỉ một đời chủ sử dụng anh chị, ngay chủ ngay tên, ký giấy sang tên là một nốt nhạc luôn. Biển số Sài Gòn, ngay chủ bao ký, bao ký giấy ủy quyền hay là ký giấy mua bán rút hồ sơ sang tên đều được hết. Giá em bán con này là 18.500.000. Máy móc là thì thầm mùi sơn, bảo hành cho 1 năm nha anh chị nha. Ở những dòng Rim Thái tới từ đây cách đây khoảng cửa là hơn 20 năm rồi, ở đây bây giờ cửa hàng vẫn đứng ra bảo hành cho anh chị 1 năm. Tại vì chất lượng dòng xe này thì em khỏi phải chê. Hàng này đúng hàng 50 đầu nha cô chú anh chị mình, hàng nhập thùng về luôn. 60F1, full chờ FI, full xăng tử nha anh chị. Câu này riêng nguyên thủy, đầu nào chưa rớt nha. Giá 14.8. Thì cô chú anh chị mình cứ nghĩ đi, cái xe nào nó không có giá trị riêng của nó hết. Em bán từ 13 năm đến 14 mấy có đủ loại thành phần những dòng xe full chờ cho anh chị mình dễ lừa. Như con này máy zin nha, 14.800.000 anh chị cô chú mình ơi, từ dàn áo đến dàn chân là zin toàn bộ nha. Máy móc bảo hành 1 năm bằng quay thôi. Đó. Cho nên cho nó dễ lừa, bởi vì mình nó nói xe cũ mà, tùy ra mỗi chiếc mỗi giá nha anh chị. Đời rim lùng béo đời 99 hàng thùng về anh chị cô chú mình trên chiếc rim lùng nhập Thái nha. Thì đó những dòng xe này, những xe nhập Thái mà con rim lùng bình thường của mình á bây giờ cũng đã giá 10 đến 12 13 triệu, đó là một chiếc xe rim lùng thẳng đẹp ha. Như con này thì bây giờ em bán chỉ có 12 năm nè, nó con này rim lùng đời 99 là hàng nó mắc hơn cái hàng rim lùng thường anh chị. Chỉ bằng giá em bán bằng giá rim lùng thường thôi, biển số Sài Gòn. Anh chị mua về ví dụ như con này, anh chị đi cày vừa, đi chữa hàng hay là anh chị đi công trình công đồ, anh chị lấy mấy chiếc xe này đi rất là bền. Đấy, nó thật sự những dòng xe mới vừa nó bền vô này không bao giờ có. Em nói thật sự, vô Honda này, vô zin. Còn xe này em liền liền đều chứ không mới can cái bẩn cái này nó có bị sứt một miếng này. Thì đó anh chị cũng chú mình nói em mua sao bán dài, nó nhanh 12 năm nha. Và đây cũng là con rim lùng đời đó luôn. Nhưng mà tiền nào thì của nấy đó. Thì ở đây bán hàng thì cái giá nào cũng có hết. Anh chị thấy em, như con này thì nó khác nhau hoàn toàn so với con kia, nó đẹp hơn nhiều thì cái giá nó phải cao. Con này tới 22 triệu nó gần gấp đôi xe kia luôn. Thì biết sao nó không đẹp được. Cô chú anh chị mà nó đi chơi đi vòng vòng cà phê kiển, chị lấy con rim lùng 22 triệu chị chạy bao tê luôn. Sướng rồi thôi khỏi nói luôn. Còn rim lùng mười mấy triệu thì để cho mình đi làm, đi chở hàng, đi cày, đi mưa. Nó thật sự như vậy. Con này rim lùng Thái hết anh chị nha. Rim lùng hàng nhập Thái hết, cô chú anh chị mình mua về từng cái tem gấp mình sườn trong này là không một con mặt nha, tem bọng đầy đủ anh chị ơi. Nó thật sự bên chị mình bỏ tiền ra mua cái xe rim mà 22 triệu mà còn rim như thế này thì cũng rất là khó kiếm anh chị nha. Máy bảo hành 5 nha anh chị, rồi chốt giá luôn. 22 tuổi, Jupiter Gravita 29 bánh mâm, máy khỏi chê, em rô bảo hành cho 1 năm. Cái máy móc mà đã bảo hành 1 năm thì anh chị không có suy nghĩ máy móc. Em bán hàng là em nói thiệt bên chị, riêng về máy em là em không hú hí chứ còn những xe em chị lên chạy nó hú như là còi hú thì thôi chứ ai chịu nổi. Cái con này thì giờ em bán cho anh chị mình giá không rất bèo, tại vì cái xe này duyên nó chậm, bán 8.500.000 chứ còn rẻ hơn nữa em cũng thua. Jupiter bánh mâm mà nó giá 8.500.000 xe liền như thế này cũng quá mức rồi anh chị ơi. Trong cái xe này em nói thiệt em rất là mê cái máy đó anh chị nhé. Chứ nếu như cái xe này máy nó giữa lại em đã bán lâu rồi. Nhưng máy rất là êm, máy rất là ngon. Nhưng mà mẫu xe thì anh chị biết rồi, xe cũ mình thì nhiều chiếc nó chậm anh chị nha. 67 An Giang con AB 125 mắc cú màu đen nhám. Máy trên xe ring giá chỉ có 12.8. Thì cái xe này thì nó trong cái ngoại hình của chiếc xe này thì nó đều thôi chứ nó không có đẹp lắm anh chị nha. Thì nó thật sự vậy. Đều xe, liền xe. Nói chung là thì tiền nào của nó có 12 mấy, biểu sao nó đẹp bằng cái xe 16, 17 triệu được, nó thật sự vậy luôn. Đó, anh chị nào mà cần cái xe AB để làm cũ cũ vừa tầm số tiền thì anh chị lấy chiếc này, cốt rất thoải mái. FI xăng điện tử 125 bản bỏ mẫu. Suzuki Revo, Smart Revo 110, con này bán cái giá 5.500.000 cành, trời ơi, đồ nó không like cái gì luôn á, em nói thiệt. Suzuki biểu đồ like, nó không có đồ like luôn.
Cái da yên của nó hiện nó bị rách chút xíu đó, không quan trọng gì đâu chị ơi. Nó mua bán thì nó nhanh gọn lẹ luôn nha. 5 triệu rưỡi mua bị làm. Xe Trung Quốc dưỡng 4 5 triệu rồi ông lấy xe nhập chạy này, máy em ru bình đề đầy đủ. Vậy thôi chứ không biểu rẻ chỗ nào nữa đúng không anh chị? Rẻ nữa đâu có xe đầu mùa. Như anh chị cái cũng đi vô này nó không có đồ thay, nhưng mà đây anh chị cứ muốn mua đồ gì em mua hết cho. Cái gì cũng có hết. Nó cũng bình thường, nó không khác nha chút xíu thì có gì đâu, nhưng mà nó thật sự bên chị nếu cho con Revo mà anh chị đi đổ nhớt đổ xăng đầy đủ anh chị chạy dễ gì mà hư, nó không bao giờ hư. Trừ khi mình đi mình không chăm nhớt trong đồ thì xe thôi ngày nó xuống thôi, chứ còn đi mà chăm nhớt đầy đủ như thế này không bao giờ hư được nha. Còn qua ZX thì đã bán rồi anh chị nha, chuẩn bị 1-2 ngày nữa khách tới lấy nè, trọc bữa giờ mười mấy ngày rồi. 61D1 Dĩ An quay rửa giấy 110, con này dán keo nguyên con nha anh chị cô chú mình, máy em thì thầm. Nói chung giá em bán có nhiêu tiền ta, bán 9 triệu à, thôi bán 8 triệu 8 luôn anh chị ơi, 8 triệu 800 ngàn. Quay rửa giấy 110 nha, xe thắng đĩa nha, xe này thiện liền liền đều đều thôi chứ nó không có mới ken được, đó nó thật sự vậy. Cái hàng áo sao có thể lọc keo ra nó mới, nhưng mà hàng áo hôm trước nè, như cái đoạn này là nó bị cháy keo rồi anh chị ạ. À, cho nên nó cũng có cái màu vàng vàng này là cái giòn cháy keo nha. 8 triệu 8 thì giá bèo quá bèo rồi. Con quay A này em dùng Nguyễn bán 9 triệu được không anh chị? Anh chị thấy nó riêng tận cặp kiến vẫn còn riêng nghe, quay A xương cá nha anh chị. Xe này nó xấu một cái chỗ như thế này nè. Là đây. Cái bộ cam sau á thì nó hơi bị cũ cũ, nó hơi bị sát sát. Đó là thật sự như cam zin nó thì anh chị của chú mình ơi. Nó không có ảnh hưởng gì, nhưng mà em quay em vẫn nói với chị cái nào xấu quá thì mình nói như thế này. Biển là cũng rất là đẹp nha, 7366. Xe liền, xe này chỉ có rớt đầu thôi, còn nồng chưa rút nha. Bữa trước em rớt cái đầu ra em cạo khói thôi, còn nồng là vẫn còn nguyên, nồi zin nguyên thủy không làm gì hết, dàn áo zin bán 9 triệu anh chị của chú mình mua đi làm. Hôm qua xương cá thì cái máy nó rất là bền, cực kỳ bền để nói thiệt với anh chị luôn. Đó anh chị coi dàn chân không được không, bẩn này nó có nứt xíu này đó, nhưng mà hàng lại hết rồi, nói chung là cô chú anh chị mua về làm thôi nha. Bẩn ngoài thì bẩn nó không quan trọng, nhưng mà đồ zin nó vậy là quá zin rồi vậy nha. Future xe này xin chưa dọn anh chị, biển Sài Gòn ngay chỗ cái giấy giá 13 năm nè. Future mập, ốc anh xin lỗi anh chị, Future 1 đó. Biển Sài Gòn ngay chỗ ký luôn. Trời ơi giá 13 năm chiếc xe này, tại vì em để lâu quá bán xả luôn đó chị. 13 năm anh chị kiếm con Future mà liền như thế này, đồ đi như thế này thì cũng hơi bị được, hơi khó tìm. 110. Đó. Anh chị muốn ký giấy sang tên một nốt nhạc anh chị nha. Còn riêng Thái này thì nó cao. Tại vì không phải là cao gì hết, nhưng mà nói chung là tùy theo cô chú anh chị mình có đam mê mới chơi được cái dòng này thôi. Tại vì nếu không phải ai cũng phải bỏ ra vài chục triệu để mua Rim Thái, con này anh chị thấy chịu quá. Xe mà anh em đang xài chung là cũng nhiều xe nên không sử dụng đến nữa thì chia sẻ lại với em, thì có thật sự anh chị cô chú nào mà đam mê đúng chắc Rim Thái chị lấy con này. Không có like một món đồ vẫn còn rất đẹp, không like món đồ nào hết. Cam niền Gucci, Siam Gucci. Ta xe này thì em bỏ anh để biết nhà bụi nhính nhịn xe dơ dơ, chứ thật sự chỉ xe này nó đẹp lắm, em không có xịt dầu như người ta đâu, người ta là ta xịt dầu lên xe những kinh lắm. Em đây bán để chắc nguyên thủy thôi sao băng dài mình sườn bấm điện này đó. Con này thì cặt teo nhắn keo anh chị biết rồi đó, niên bọng Siam Gucci đầy đủ, kiến rinh vẫn còn cả cặp luôn, đừng nói chuyện cái xe đó. Liên lạc hết, giá của nó 40 triệu ngay chỗ cái giấy sang tên nóc nhà. Tại vì tiền nào cũng có hết vậy rồi, bán Rim Thái 65 triệu có, 40 triệu có, 30 triệu có. Mà nhiều con có 12, 11 triệu cũng có, tùy theo mỗi chiếc xe. Như con này cũng là xe zin em bán chỉ có 18 năm. Thì nó rất là nhiều giá để cho anh chị mình dễ lựa nha. Rồi bây giờ cuối like thì em dùng cũng có gì hơn. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em những clip trong thời gian qua rất là nhiều. Bán được rất là nhiều dòng xe. Thì cũng cảm ơn, chân tình cảm ơn khách hàng của mình đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ em bút nhỏ. Và ngày hôm nay thì anh chị của chú mình có lựa chiếc xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp mình nhận về số điện thoại của Dì Nguyễn anh chị nha. Rồi bây giờ chào tạm biệt tất cả cô dì chú bác anh chị cô chú mình nha.